xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Đồng Ngự và chủ trì chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Hiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, Nhật Hiếu Hạnh. Dạo này con có đi hát gì không? Dạ, có. Hát ở đâu con, hay không? Dạ, con hát ở chùa. Ồ, chùa giỏi quá. Hát rồi học phải không? Niệm dạ. Phật phải không? Phải kể là dạ. Thiền quán, mấy cái đó là con học thật giỏi nữa phải không? Dạ. Rồi, A Di Đà Phật, xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Kính bạch Thầy, bức tranh thứ 7 của thập mục Ngưu Đồ biểu thị cho vấn đề gì ạ? A Di Đà Phật, Thầy cảm ơn con ha. Nhưng mà trước khi Thầy trả lời cái câu hỏi vừa rồi của con thì chúng ta ôn lại chút phải không? Dạ. Bởi vì mình nói về 6 bức tranh trong hai cái chương trình Sống Đời Sống Phật, thành có thể là những quý khán thính giả nghe hay là xem qua một lần thì không nhớ, nhưng có nhiều người nhớ, có nhiều người giỏi lắm, nghiên cứu về thập mục Ngưu Đồ một cách rất là tường tận. Tuy nhiên thì thưa quý vị, chúng tôi vẫn thấy rằng là cần phải ôn lại. Điều đó nó cũng giúp cho chúng tôi có cái dịp ôn lại những lời dạy của Chư Tổ. Và chúng ta chỉ sợ là mình không có đủ thời giờ để ôn hoặc chả là để học và ứng dụng. Cho chúng ta không sợ là mình bị dư hay là thừa trong những cái lúc mà chúng ta ôn lại những cái điều rất rất là quan trọng trong giáo pháp. Thì thưa quý vị, trong 10 cái bức tranh chân trâu gọi là thập mục Ngưu Đồ thì chúng ta thấy nó có hai loại. Một loại thuộc về của Phật giáo Đại Thừa, tức là Bát Tông, và một loại thuộc về Thiền Tông. Và theo những cái vị luận sư thì bên Phật giáo Đại Thừa nó chỉ cho một cái tiến trình tiệm tiến. Và nếu mà chúng ta là cái người học Phật lâu năm, chúng ta cũng thấy được cái chuyện đó. Và bên Thiền Tông Phật giáo thì nó thể hiện cái vấn đề mà trong thuật ngữ gọi là đúng giác ngộ ngay, lập địa thành Phật, thành Phật tức khắc, ngay ở đây và bây giờ, không cần phải trải qua một cái quá trình về thời gian cũng như là ngôi vị. Thì giữa hai cái quan niệm đó, đôi khi mình thấy nó có vẻ trái ngược hay là có một cái sự sai biệt nào đó. Nhưng mà trên thực tế thì thưa quý vị, đối với cứu cánh không có gì gọi là sai biệt cả. Nó nhất như không có cái gì gọi là sai khác. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải ôn lại. Ở bên tranh của Đại Thừa thì cái bức tranh đầu tiên gọi là vị mục, tức là chưa chân trâu. Nhưng mà với Thiền Tông thì bức tranh đầu tiên trong thập ngục Mưu Đồ gọi là tầm ngưu, tức là tìm trong. Bức tranh thứ hai là sơ điều đối với Đại Thừa Phật giáo, gọi là mới chân. Nhưng với Thiền Tông thì bức tranh thứ hai có tên là kiến tích, tức là thấy dấu chân của trong. Bức tranh thứ ba bên Đại Thừa có tên là thọ chế, tức là chịu phép. Và bên Thiền Tông thì bức tranh thứ ba có tên là kiến ngưu, tức là thấy trong. Bức tranh thứ tư là hồi thủ,
nếu chúng ta hiểu theo cái hướng của Đại thừa Phật giáo, tức là quay đầu. Nhưng mà bên Thiền Tông thì có tên là đắc ngu, tức là được trong. Bức tranh thứ năm là tuân phục, tức là vâng chịu đối với Đại thừa. Nhưng mà đối với Thiền Tông thì thưa quý vị, đó là mục ngưu, tức là chân trong. Và bức tranh thứ sáu bên Đại thừa Phật giáo thì có tên là vô ngại, tức là không có ngại, tâm vô quái ngại. Nhưng mà đối với Thiền Tông thì bức tranh thứ sáu này có tên là kỳ ngưu quy gia, tức là cỡ trâu về nhà. Như trong những cái chương trình Sống Đạo Sống Phật trước đây, khi mà chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa của 10 bức tranh chân trâu, chúng tôi đã trình bày rằng là người chân trâu chỉ cho mỗi hành giả, trong đó có chúng ta. Và con trâu là chỉ cho cái tâm của chính mình. Ban đầu vì thiếu sự tu tập, chúng ta không thấy tâm của chúng ta nó đang ở đâu, mình phải có một thời gian để tìm kiếm. Khi mà tìm kiếm thấy được cái dấu tích của nó rồi thì mình sẽ phân dần, mình sẽ thấy được con trâu. Thấy trâu rồi mình tìm cách để mình cột, mình buộc, mình training, mình huấn luyện, mình chế ngự nó. Được trâu rồi thì mình phải tìm cách mình chăn, thấy trâu, được trâu, đến chăn, chăn trâu, tức là thấy được cái tâm, có được cái tâm, tìm cách để rèn luyện, tu tập, tự trang bị cho chính mình một cái tâm thái trang nghiêm, bỡ giới định và tuệ, không để cho nó phóng túng, không để cho nó giải đãi, không bị các cái ngoại cảnh chi phối sai sự, mà ngược lại mình có cái khả năng chế ngự mọi cái cuốn hút, mọi cái sai sự, mọi cái cám dỗ của bất cứ một cái đối tượng nào ở bên ngoài. Nếu mà tâm của chúng ta được chăm sóc một cách kỹ lưỡng thì thưa quý vị, dù chúng ta đang ở giữa một cái hoàn cảnh rất là náo động, chúng ta cũng không có bị sao trục. Cứ lấy một cái thí dụ ngày xưa đó, thưa quý vị, có một vị thiền sư, một hôm nọ về hoàng cung, và chị ruột của ngài lúc bấy giờ là hoàng hậu. Ở trong hoàng cung đang có một buổi tiệc, nó toàn là những cái đồ mặn, đồ mặn ở đây tức là thịt, cá, vân vân. Ngài thấy buổi tiệc như vậy thì ngài ngồi xuống một cách tự tại và ngài gấp thịt cá ngài. Hoàng hậu tức là chị ruột của ngài rất là ngạc nhiên. Ủa, ngài là một thiền sư, là một kẻ tu hành mà tại sao ngài ăn thịt? Thì ngài nói rằng là thịt là thịt, ta là ta. Ngài kể một cái câu chuyện, một vị Bồ Tát nọ nói là Phật là Phật, ta là ta. Phật không cần phải làm ra ta mà ta cũng không làm ra Phật, không cần làm ra Phật. Thì chị ruột của ngài không đồng ý. Như vậy thì ngài hãy cho một cái thí dụ cụ thể, bởi vì những cái lời nói của ngài nó làm rắc rối thêm vấn đề, khó hiểu. Thì ngài mới xin vua là hãy truyền cho những người đang giữ những cái ngục
cho những cái tử tội, những cái người mà phạm tội đáng xử tử, ra giữa một cái nhạc hội, mình có thể hiểu như bây giờ trỗi những cái nhạc kích động, trống nhạc ầm ĩ, mọi người múa gọi là cái gì con, khiêu vũ hả? Múa hả? Yeah. Dancing. Khiêu vũ, đánh nhạc rầm rầm khiêu vũ. Rồi thì cho lên cái tên tử tội đó cầm một cái ly rượu đầy hết, tràn đầy như vậy, đi qua đi lại trong một cái không khí rất là náo nhiệt. Và nếu một giọt rượu bị rơi xuống từ cái ly rượu đó thì tức khắc đem ra để chém đầu, tức là xử trảm. Còn nếu mà giữ cái ly rượu đó không có chao đảo, không có rớt một cái ly nào thì sẽ được tha tội, được ân xá. Thì con biết chuyện gì xảy ra không? Dù ai nghe cái nhạc lên rồi cũng nhảy hả? Nhảy đầm hả? Yeah. Nhảy đầm, nó bởi vì nó tác động mà không, nó kích động không? Nhưng mà đối với cái người tử tội này, vì suy nghĩ đến cái mạng sống của mình, nếu mà mình sơ suất, mình để cho cái tâm nó bị nhao động, cái chân của mình nó chạy theo cái điệu nhạc mà rượu nó rớt xuống là mình sẽ bị lôi ra chém đầu nghe. Yeah. Cho nên lúc nào cũng giữ cái tâm, giữ những cái cử chỉ tay chân không có để cho nó rung động. Thì vị thiền sư đó đang ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, bát nháo, nghĩa là nó rất là loạn động, nhưng mà người đó vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh. Thì đó là một cái câu chuyện để ông muốn chứng minh rằng là dù đang ăn thì uống rượu vân vân, nhưng mà tâm cái đó là của những cái vị thiền sư, cho những người bình thường thì không thể viện dẫn cái thực tế đó để có thể biện minh cho những cái hành động khác, phải không? Yeah. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy trò chúng con sẽ quay trở lại ngay. Con xin cảm ơn. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật.